quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 9, anh Ngô Văn Khanh, 26 tuổi, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đã cứu giúp được một người thoát khỏi hiểm nguy. Anh Khanh nhớ lại, thời điểm xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, mọi người xung quanh hô hoán cầu sập rồi. Nhìn ra sông, anh thấy có nhiều người và phương tiện rơi xuống. Ngay lập tức, anh đã dùng thuyền để ra giữa sông ứng cứu nạn nhân. Anh Khanh kể lại, mọi thứ vô cùng nhanh, nạn nhân liên tục kêu cứu. Lúc này, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết chạy thuyền của gia đình rồi điều khiển phương tiện nhanh nhất để cố gắng tiếp cận. Theo anh Khanh, nạn nhân được đưa lên thuyền trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, thân thể có nhiều vết thương nghiêm trọng. Phải mất khoảng 10 phút, nạn nhân mới đập được điện thoại người nhà để tôi thông báo và đưa đến cơ sở y tế. Người được anh Khanh cứu giúp là ông Phan Trường Sơn, 40 tuổi, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Nhớ lại giây phút kinh hoàng, ông Sơn nói, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để túm vào cây chuối để trôi tự do theo dòng nước. Trôi được khoảng 2 đến 3 km, ông thấy hai thuyền đang đi ngang thì chi hô lớn để được cứu. Ông Sơn xúc động kể, được mọi người vớt lên thuyền, tôi vỡ òa cảm xúc, nước mắt tuôn trào, tôi nghĩ mình sinh ra lần thứ hai rồi. Ông Sơn là một trong 3 người đang được chăm sóc tại cơ sở y tế. Sau khi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu vào sáng ngày 9 tháng 9, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả của vụ sập cầu. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông lên cao và chảy xiết. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính. Vụ sập cầu đã làm nhiều người và phương tiện rơi xuống sông chưa được tìm thấy. Chiều ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đi thăm hỏi, động viên các thân nhân của người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay từ khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói, tuy nhiên hiện tại nước sông đang chảy rất xiết, các lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa thể triển khai, kiên quyết là phải đảm bảo an toàn thì mới tìm kiếm cứu nạn. Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thông qua trích xuất camera nhà dân và camera hành trình của phương tiện, tạm thời xác định được có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu, phải đến đêm ngày 9 tháng 9 mới tổng hợp được chính xác số lượng. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay vừa rồi, chúng tôi mới nhận được tin có một vài ô tô xe máy khi nhìn thấy cầu sập đã lập tức quay lại. Trên các xe này có hai ông bà và hai cháu nhỏ đã được an toàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết thêm, hiện túc trực ở hiện trường có lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông, quân đội và các lực lượng tại cơ sở. Nhiều lực lượng cũng được bố trí ở hạ lưu, phòng trường hợp các nạn nhân bị trôi dạt về thì kịp thời cứu vớt. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, đơn vị đã có phương án rà soát toàn bộ các cầu cống trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nói, với tốc độ dòng chảy, tình hình xả lũ như hiện nay, chúng tôi sẽ có phương án phân luồng hoặc tạm đình chỉ, cấm lưu thông. Ví dụ như cầu Trung Hà, ngay trong chiều ngày 9 tháng 9, đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để có phương án cấm các phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho rằng nguyên nhân của vụ sập cầu sẽ được các lực lượng điều tra làm rõ, nhưng cũng không loại trừ tình huống có vật trôi theo dòng nước và đập với mố cầu gây sự cố. Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng, công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, hiện nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 5 người, đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp huy động các lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh cáo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Để công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao, trong thời gian sớm nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tin, truyền thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân biết và phối hợp cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan đến người, phương tiện bị nạn và các thông tin khác có liên quan đến vụ việc trên.
Cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập xuống dòng nước lũ chảy xiết. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nhiều người òa khóc đến hiện trường tìm người thân. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập. Thời điểm này, nhiều người đang tham gia giao thông. Cầu Phong Châu khánh thành từ ngày 28 tháng 7 năm 1995, được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380 m. Năm 2013, cầu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Mảng cầu Phong Châu nằm dưới dòng sông nước chảy xiết. Nhiều người dân địa phương cho biết cầu có dấu hiệu bị nghiêng trụ và rung lắc trước khi sập 10 phút. Cơ quan chức năng đang tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông tại hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân. Các đơn vị đang thống kê hiện trạng và sẽ có báo cáo cụ thể. Nhiều người đã đến trình báo tìm người nhà mất tích. Có người phụ nữ đã khóc ngất khi tìm kiếm người thân. Nhiều người dân cũng có mặt tại đây để chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 543, Sư đoàn Bộ binh 316 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng các trang thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Cầu Phong Châu ở Phú Thọ vừa đổ sập vào sáng ngày 9 tháng 9, nằm trên quốc lộ 32C, nối địa phận huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông, Phú Thọ. Cầu được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Kết cấu cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép có chiều dài 375,36m, chiều cao hàng chục mét. Sau hàng chục năm được đưa vào sử dụng, đến năm 2022, cử tri Phú Thọ đã từng kiến nghị tới Bộ Giao thông Vận tải về việc cầu Phong Châu đã qua nhiều lần sửa chữa, đại tu, bề rộng mặt cầu hẹp, lưu lượng người và phương tiện qua lại rất thường xuyên. Qua đó, cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ hiện nay. Khi đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454 QĐ-TTg ngày 1 tháng 9 năm 2021, quốc lộ 32C có điểm đầu tại giao cắt với quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ, điểm cuối tại giao cắt với quốc lộ 37 tỉnh Yên Bái, tổng chiều dài khoảng 117 km, trong đó chiều dài qua địa bàn tỉnh Phú Thọ khoảng 100 km. Tại nghị quyết số 29/2021 QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải chỉ được phân bổ tổng số khoảng 304.104 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nhu cầu đầu tư khoảng 462.000 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ chi bắt buộc, khởi công mới một số dự án động lực, cấp bách, xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trong 5 năm. Mặc dù trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án hoàn chỉnh quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với việc đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn lực. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong điều kiện chưa thực hiện ngay việc đầu tư dự án, trước mắt Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, sửa chữa cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ từ nguồn bảo trì đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thông tin về vụ việc sập cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, ông đang cùng với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lên điểm cầu Phong Châu bị sập. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo ngay Cục Đường thủy Nội địa điều phối lưu thông, hướng dẫn các phương tiện đường thủy không đi vào khu vực cầu Phong Châu bị sập. Cùng với đó, các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương triển khai các phương án tìm kiếm các nạn nhân và xử lý sự cố. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã yêu cầu phía tỉnh Phú Thọ có báo cáo nhanh về vụ việc này và đã cử cán bộ tới hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tiết giao thông và xử lý, khắc phục sự cố.